Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Bạn và họ có thể hàn gắn lại với nhau không? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, thông điệp có rất nhiều. Bạn cảm nhận cái thông điệp nào phù hợp với mình thì các bạn nhận lấy ha. Đối tượng xem trải bài là những bạn đã bị ngắt kết nối hoặc chia tay với người yêu và muốn hỏi câu hỏi là liệu mình và người đó có thể quay trở lại với nhau hay không. Và trải bài của các bạn có những lá như sau. Đầu tiên là The Sun. Kế đến nữa là các bạn sẽ có Ace of Swords. Và tiếp theo là lá bài Ace of Cups, 8 ly. Và về phần của người đấy, cái người bạn muốn xem là họ có lá The Judgment. Kế tiếp nữa là họ có lá King of Pentacles. Và cuối cùng nữa là họ có lá Ace of Wands. Đầu tiên mình sẽ phân tích cái bản chất của vấn đề mà cả hai bạn gặp phải và tình hình hiện tại của hai bạn như thế nào. Và mình sẽ xem năng lượng của hai bên luôn, năng lượng của bạn và người ấy. Đầu tiên là năng lượng của bạn. Và lá bài đại diện cho các bạn là The Sun. Nó như là một cái sự đơn giản và sáng sủa một đứa trẻ vậy đó. Các bạn sẽ thấy là mọi thứ rất đẹp, rất năng lượng, rất kỳ diệu, bởi vì bạn rất là lạc quan. Bạn là lạc quan nhất luôn á, bởi vì lạc quan về cuộc sống nè. Bạn nhìn theo mọi hướng điều tích cực hết á. Bạn khám phá nè, bạn tò mò tìm hiểu nè. Bạn rất là khỏe mạnh, đầu óc và nhạy bén nữa. Tuy nhiên á, nó sẽ dẫn đến là bạn sẽ có thể kiêu ngạo và tự cao. Và cái này có thể là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho bạn không có được tình cảm từ người đó. Các bạn đang ở một cái giai đoạn các bạn có một cái hành tích rất rực rỡ về công việc cũng như là tiền bạc. Đây là cái thời điểm bạn nhận thành quả của mình. Và bởi vì năng lượng của bạn dành cho nhiều thứ quá, bạn giống như trẻ em vậy. Cái sự ấm áp hừng khiết nhưng đôi khi và khá vô tâm. Bạn hướng ngoại nhiều tới mức bạn chẳng quan tâm đến tình cảm của hai người luôn. Bạn rất dễ bị cuốn hút bởi một người nào đó. Cái tình yêu của bạn cuốn hút rất là nhanh, đi rất là nhanh luôn. Nhưng mà các bạn muốn đi xa hơn trong tình yêu á, thì cái khả năng thấu hiểu chính là cái gốc của mọi vấn đề. Và có dấu hiệu do bạn quá nhiệt tình với những thành tích của mình, cho đó bạn bị xa rời thực tế. Và năng lượng của người kia thời điểm này họ cảm thấy họ muốn vươn mình lên rất là nhiều. Đây chính cái lúc mà họ cảm thấy là họ phải xem xét là bản thân của mình, xem mình có đủ điều kiện hay không, mình có phải là người tốt thật sự hay không. Mà khi họ cố gắng đánh giá mọi phương diện và cố gắng nhận ra sự thật thì đây cái điều là phán xét là đúng, chứ không phải phán xét mà vội vàng kết tội hoặc chấm dứt một mối quan hệ là cái điều này không đúng nha các bạn. Và cả mối tình các bạn họ cân nhắc rất cẩn thận, họ muốn biết là cái việc mà cam kết này có đáng hay không đáng. Chính họ tự phán xét bản thân của họ. Và lá bài cũng khuyên người đó là cần phải đánh giá là những cái gì sửa cần nên sửa và đừng bao giờ đánh mất giá trị của mình hết á. Bản thân họ đi thẳng vào kết luận, quyết định và ra phán xét một cách rất là vội vã. Và họ cũng không có suy nghĩ chậm lại là và suy nghĩ kỹ hơn cho chính bản thân họ và cho người khác khi một cơ hội. Đây là cái thời điểm họ phải thức tỉnh về cái vấn đề này. Đây là cái khoảng thời gian giữa thành và bại cho mối quan hệ. Họ cần phải làm thật rõ những gì họ muốn từ cuộc sống và từ mối quan hệ của hai bạn, sau đó tiến tới thực hiện. Nhưng phải đảm bảo rằng họ không đưa ra kết luận quá vội vàng, cho dù là tích cực hay tiêu cực, về tình yêu của bạn và họ chậm mà chắc. Và nguyên nhân và những chướng ngại vật mà bạn cần phải vượt qua là gì? Chính bản thân bạn cảm thấy là cái mối quan hệ của hai bạn bị xảy ra xung đột và nhầm lẫn do hai bạn có những thông tin rất là sai lệch về nhau, thiếu sự giao tiếp nên dẫn đến là mối quan hệ rất là rạn nứt. Có một sự oán giận sâu sắc dẫn đến những cái lời nói hoặc tranh cãi hoặc nghiêm trọng hơn là phá hủy mối quan hệ của hai bạn mặc dù bạn không có muốn chuyện đó xảy ra. Chính bạn cũng cảm thấy là cái người này họ thực sự có thái độ và suy nghĩ về cái tình huống trong cuộc sống và cái mối quan hệ xã hội, mối quan hệ tình cảm thực sự rất trái ngược và xung đột với chính bạn. Và để xóa bỏ nó thì các bạn hãy cố gắng tập trung để loại bỏ bất kỳ cái tiêu cực nào mà bạn đang có thể nắm giữ và giải phóng chúng vào vũ trụ. Bạn hãy thực sự đón nhận cái tình yêu thương vì lợi ích của chính mình
hơn bất kỳ ai khác. Mình biết là các bạn đang nhận ra cái quyết định sai lầm ở chính họ, bất công với bạn rất là nhiều. Mong là các bạn sẽ vượt qua được cái chuyện này. Và đối với người kia, thì cái nguyên nhân và chướng ngại vật đó chính là họ đang muốn tìm kiếm con đường sự nghiệp. Họ dấn thân vào cái thế vật chất rất là nhiều. Họ không có xem trọng tình yêu. Bởi vì cái người này họ không biết thể hiện cảm xúc và rất khô khan. Do đó khi bạn giận dỗi hoặc giận hờn anh ta thì anh ta sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ của bạn. Bởi vì cái người này luôn luôn đi tìm kiếm một cái người hoàn hảo cho chính mình. Và họ không có muốn mình hấp tấp vội vã trong mối quan hệ cam kết với ai hết. Bởi vì chủ nghĩa hoàn hảo luôn xảy ra đối với bản thân họ. Mà họ quên rằng trên đời này không có ai hoàn hảo hết. Mà quan trọng là tìm một cái người đem một cái giá trị gì đó cho họ, biết hy sinh, yêu thương và bao dung. Và do cái yêu cầu về người yêu của họ rất là khắt khe, đòi hỏi rất là nhiều từ người đó, cho đó họ không có bao giờ muốn họ qua quyết định rất là nhanh để tiến tới một mối quan hệ với ai hết đó các bạn, trong đó có cả luôn bạn. Lời khuyên là bạn hãy cho họ thấy cái sự lãng mạn của bạn đối với họ, cũng như là luôn luôn ủng hộ cái người này trong công việc của người ta. Và cái người này có xu hướng là họ đang cố tỏ vẻ ra họ là một cái hình ảnh khác mà không phải chính là bản thân của họ, mà quên rằng bạn đến với họ, chính họ là con người của họ chứ không phải vì một ai khác. Lời khuyên là, và có những lời sống chân và giải pháp nào cho cái tình huống này, thì đây là cái lúc mà bạn phải nhìn nhận lại cuộc sống của mình, xem xét là cái nguồn năng lượng nó đến từ đâu giúp cho bạn có thể giải quyết được. Hãy suy nghĩ cái vấn đề của mình một cách khách quan nhất, tìm ra các tình huống bất công và gây hiểu nhầm và giải quyết sửa chữa lại cho đúng đắn. Và có vẻ như các bạn đang suy nghĩ rất tích cực về cái mối quan hệ này, nhưng nhiều khi cái sự thật nó không phải là vậy nha các bạn. Bạn phải có cái nhìn khách quan hơn về vấn đề. Có lẽ là các bạn đang cố chấp bởi vì bạn say mê và phải lòng một người cực kỳ không phù hợp với bạn. Đôi khi cái liều lĩnh trong tình yêu không phải là cái sai trái. Có một sự thật rằng những gì đối lập thì luôn luôn lại hun hút. Và nếu như họ nói họ muốn ngừng cái mối quan hệ này lại rồi, bởi vì họ cảm thấy là không có phù hợp với họ, cả hai có rất nhiều là bất đồng, thì tốt nhất là bạn hãy nên tin những gì họ nói. Và cá nhân của bạn cảm thấy một sự thất vọng khiến cho bạn quyết định rút lui và từ bỏ, quay lưng lại với những cảm xúc cũ của mình, bởi vì nhận thấy là những cái gì đó không phù hợp với chính mình rất là nhiều. Có một cái sự kết nối và chia sẻ bị gián đoạn khi cái lá bài này xuất hiện. Bạn không muốn làm cho một việc căng thẳng hơn bằng cách giữ im lặng. Nhưng mà nếu mà im lặng vậy hoài cũng không phải là cách giải quyết. Do đó bạn hãy quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với đối phương nhiều hơn. Cái thời điểm này các bạn nên nâng cao giá trị của bản thân mình. Bởi vì khi đó bạn sẽ hút được cái đối tác rất là phù hợp. Về cái phần của người này thì cho thấy là họ có thấy một cái khả năng sẽ chấp nhận lại nhau. Nhưng mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu thì chưa biết được. Bởi vì tình yêu ngoài cái thời gian mãnh liệt á, thì nó còn có những giây phút sóng gió, những thử thách mà chưa chắc ai cũng có thể vượt qua. Và có một cái dấu hiệu là cái mối quan hệ này sắp sửa trải qua một cái khởi đầu mới, và hai bạn sẽ hiểu biết về nhau nhiều hơn. Thực sự rất hứa hẹn ở phần phía họ nha các bạn. Và đây là một lá bài rất là tích cực. Nó có đủ năng lượng để chuyển tất cả các lá bài tiêu cực xuất hiện trong cái trải bài sang một kết quả rất là tích cực hơn. Một cái hy vọng rất mới, tin tốt lành cho các bạn về mối quan hệ này. Bởi vì đây là một cái điều rất là phấn khích, rất là tự nhiên, đại diện cho sự hành động, đam mê trở lại. Vì vậy bạn hãy mong đợi nó xuất hiện trở lại nha các bạn. Và lá bài kế tiếp sẽ là lá bài chủ chốt quyết định là mối quan hệ của bạn có thể hàn gắn lại hay không. Và lá bài này chính là lá bài Hiệp Sĩ Ly, cho thấy là cái người này rất là nhạy cảm những gì liên quan đến tình huống của họ. Do đó họ rất là dễ bị xúc động hay là có suy nghĩ rất là nhiều khi cái gì đó ảnh hưởng đến bản thân họ. Thì bạn phải hỏi là liệu cái năng lượng của người này sẽ có ích lợi cho bạn hay làm tổn thương bạn. Và do người này sống rất là mơ mộng và cuộc sống gia đình của họ có nhiều cái cảm xúc rất là khó tả, thì đây là cái thời điểm họ cần phải thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà để nói về mối quan hệ cam kết thì sẽ có nha các bạn. Bởi vì lá bài này rất là tốt cho cái bài tình yêu. Và nó mang một cái thông điệp là cái người này sắp gây ấn tượng trở lại với bạn rồi đấy.